nói Mỹ sướng, Mỹ mệt mẹ. Giặt chỗ cũ á, đào cái hồ nước làm kiểu này nè, bây giờ phải lắp cái hồ, sau này làm lại cái hồ khác. Sáng giờ anh em mới làm được bao nhiêu, tháo ra một vàng tay đem qua bên kia đó, để cái sao làm tí, đi tháo cái phom ra. Thứ hai cho nó lời đổ cát ra, vừa cái đầy cát thành lại cát cái đất đổ cho lủng ra. Order 32 thân, hy vọng là đủ. Bây giờ cắt cái lỗ này ra mấy cái miếng này lên. Cả nhà ơi, cuối cùng hai anh em của Steven làm cũng lần xong rồi, dọn dẹp cái này cho nó sạch sẽ, lấy này ra. Thứ hai cái đầu cái tụi kia nó chở cát lại dưới đa đất cái nó đổ cho lắp này lại. Còn phía sau thì cha ông trồng cây, cha ông có ương khoảng cầu nhiều lắm nha cả nhà. Ai ở vùng Tham Và qua Wesley Chapel có nhu cầu trồng cây ăn trái giống như mà ông cầu na thì liên lạc mình nha. Cha cái gì cha ông chia lại cho. Cây nào 20 thôi cha. Ok. Nhà cái cây này loại này là 20 đồng cây nha. Còn bên đây thì 30. Rồi mua 10 cây tặng cây. Hữu nghị. Bây giờ cũng chưa có nhu cầu bán, tại vì cha ông mua về nhiều quá, đầu cái sợi trồng cũng hết. Tại vì trồng có tới khu này thôi. Trồng tới từ phía sau trồng tới chỗ này. Tới chỗ kia. Cái lò, cái chỗ mà chơi đốt lửa trại á, trồng ngang, trồng về hướng này thôi. Nên là nguyên cái vùng này với phía sau qua đây. Cái giáp ranh của cái giếng nước á, dọc thì phía này. Nếu trồng vậy thì khoảng 3 năm sau mới có ăn. 3 năm sau, cái này là trồng khoảng 3 năm á cha. Đâu có, cái này nếu mà đặt xuống thì khoảng năm tới tháng này thì có lai rai rồi. Lai rai hả? Vậy thì chắc ăn là 2 năm phải không? 2 năm là có rồi. Ồ, 2 năm là có trái ăn. Ok, có cái này cái nhãn hả? Cái đó là cái sabo. Cái sabo hả? Sabo chê. Có mận luôn cả nhà. Ô, cây mận mà nếu là ai có hỏi chia lại với anh cây mận nhiêu? Mận 65 đồng. À, 65 đồng cây mận nha cả nhà. Mận này là mận này mận chiết nha. Về trồng năm trước năm sau là có trái liền á, tại mận này mận chiết thì trên cành chiết chiết xuống á. Đó. Bên kia có trồng mận, trồng xoài, trồng thanh long. Đó. Đây là phía sau, nhìn về phía sau của căn nhà này. Ok cả nhà, giờ mệt quá rồi. Sáng giờ anh em của Steven mới dọn dẹp cái này xong rồi. Làm từ 9 giờ rưỡi gần 10 giờ tới giờ. Hiện tại là 1 giờ rồi. Mới vừa xong. Bây giờ đi về. Ok. Ok, giới thiệu nghe, đây là Uncle Billy. Uncle Billy. Bye Uncle Billy. Bye. See you again. Ok, giờ hẹn gặp lại anh chị và các bạn nha. Video kế tiếp. Hôm nay mệt quá về nhà thôi. Bye bye. I got the key. Nhà có nguyên cái sân để đậu xe mà không đậu xe, toàn là chui vô gốc cây này đậu không à. Sợ nắng. Đó. Nguyên cái sân bên kia không đậu mà giờ đậu chui anh đâu, đây lỗi rồi đậu mà. Đó, phía trước nhà nè.
vạn có cái sập ra rồi. Còn phía trước này đèn gì vậy? Xe xô là đèn gắn lừ như vậy. À. Yeah. Buổi tối sáng lắm. Nhiều đèn sáng nhìn thấy safe hơn. Yeah. Đây coi cái ditch. Chùi giữ ditch xem cái mắt cầm mắt ở đây. Mắt mấy bánh xe này. Mấy bánh xe này. Vì kiểu này là hàng chi dân Florida nó nhảy, nó chạy toàn là pickup truck không mà nó không chạy xe đen là vậy á. Mấy cái đường một cái nữa city county nó đâu có pay lại đâu, nó mới lại nó giá lại nè, nó mấy cái lỗ cái phải thô á, giá vậy thôi, không biết chừng nào nó làm lại, không biết cái bị quy đông thi nắp tax. Nó pay lợi chắc nó phải charge CDD nữa. Cái khu này nó expand quá chắc nó cũng phải expand như đây chứ không? Chắc hy vọng nó expand mấy cái đường nè, như đây nè, pay lợi infrastructure nó build lại maybe. Ồ, cái này mà nó build cái vàng giống như là sewer lợi rồi đúng không? Ồ, yeah. Đó là become hot spot man. Sewer đồ đưa water lại đưa gas lại cái nữa. Oh man, this become millionaires hotspot. Chắc chưa đâu. Maybe long time. Long time. Cái này thiệt á, cái này mới đưa gas, đưa cái gì nước public water lại á. Là this become the hotspot. Tại phía sau nhà, trước cửa nhà mình nhìn qua cái dàn cây á là gì không? Winding Ridge. Winding Ridge. Yeah. Thank you.